được họp chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, quý vị nào chưa chưa có ôn bài thì xin đưa bàn tay mình lên ạ. Nam Mô Bích Hà. Dạ, nhà Trần Đạo ơi, Hành Kiểm ơi, quý vị có ôn bài chưa? Dạ, con không có thấy mấy những giọng kệ vàng đưa bàn tay Bạch Sư. Dạ, nếu Đại Đức Tịnh Đạt đã chuẩn bị rồi, con xin phép không được không trả bài, để con cung thỉnh giảng sư trước, để sư có thể ồ Cẩm Vân trả bài chưa? Cẩm Vân thì đại sư có thể mà điều hợp chương trình mới như thế nào để cho chúng con có sự chuẩn bị. Dạ, bạch sư, bạch đại đức Tịnh Đạt có nghe được âm thanh con không? À, Cẩm Vân trả bài rồi, cảm ơn nha. Dạ, vậy con có thể cung thỉnh pháp sư trước rồi chúng con cung thỉnh sư để sư điều hợp chương trình ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, cảm ơn Châu Phan rất là nhiều. Dạ, mến chào Châu Phan. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, Hành Kiểm có trả bài không? Hành Kiểm có trả bài không? Để Nhật Quỳnh thỉnh pháp sư là mất quyền lợi nha. Alo, Hành Kiểm. Dạ, vậy thì thôi, không có thấy tín hiệu Hành Kiểm. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sân Kha. Dạ, Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha. Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để sư điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Bạch sư và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, sa thú, sa thú. Tại hôm nay sư Tịnh Đạt có gắn thêm một cái mic micro rồi để mà nói chuyện cho được nó rõ hơn. Quý vị nghe được âm thanh tốt ạ? Dạ, vâng vâng. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật. Đáng đúng ra thì là cái lớp học giảng pháp cú của trước đó là của đại đức Minh Đạt, nhưng do vì một thời gian đại đức Minh Đạt không có tham gia để mà giảng giải trong kinh pháp cú nữa, và
Hiện tại thì ngày Chủ nhật chúng ta đang bị trống, cho nên trong thời gian chờ đợi để mà thỉnh Đại Đức Minh Đạt quay trở lại với diễn đàn, hoặc là đang thỉnh một cái vị giảng sư khác để tham gia cùng với chúng ta vào trong diễn đàn Pháp Cú Kinh, thì theo ý kiến của Tịnh Đạt đó, thì chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi học, một cái lớp học gọi là ôn tập cuối tuần. Thì cái lớp học tập cuối tuần này có những cái cách thức như sau. Chúng ta sẽ ôn tập mỗi cuối tuần như vậy là một phẩm, và trong suốt cái thời gian diễn ra trong cái buổi học đó, tầm khoảng 30 đến 45 phút đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau để tụng đọc lại trọn vẹn một cái phẩm trong Kinh Pháp Cú. Thí dụ như hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập đọc lại phẩm đầu tiên là phẩm Song Yếu, phẩm Song Đối. Trong suốt khoảng 30 phút là chúng ta cùng nhau đọc lại cái phẩm Song Đối này, kể cả Pali và tiếng Việt, và ưu tiên cho tiếng Việt. Để đây là một cơ hội, giống như là Pháp Cú 423 câu ở diễn đàn chúng ta hơn 10 năm nay thì chúng ta đã học rất là nhiều lần rồi. Thì đây là cái cơ hội để mà chúng ta có cái sự tác ý để mà học thuộc lòng. Có cái tác ý học thuộc lòng Phật ngôn, và đó là phẩm bộ kinh Pháp Cú Kinh. Và đây là cái cơ hội để mà chúng ta thể hiện cái sự tinh tấn mạnh mẽ đó để mà học thuộc lòng. Và do là cái duyên sự đó là tại chùa Thịnh Đạt đang ở thì cũng có một cái lớp học Kinh Pháp Cú học thuộc lòng. Thì ban ngày đó thì cho các sư tăng sinh với lại mấy cái chú giới tử ở chùa học, và buổi tối chỉ ôn. Thì Tịnh Đạt thấy là cũng thích hợp, cho nên sẽ kết hợp cái buổi ôn tập cuối tuần và cái buổi ôn tập tại chùa, sẽ chúng ta sẽ cùng nhau để mà học và ôn tập. Thì đó là cái ý kiến của Tịnh Đạt và sự sắp xếp trong cái tương lai gần, trong thời gian mà chúng ta chờ đợi một cái vị giảng sư để cái ngày Chủ nhật. Bởi vì sư cũng nói đó, nếu như là Tịnh Đạt hoặc là một vị giảng sư khác đảm nhiệm giảng giải một câu Pháp Cú cũng giống như là các bài học thêm một ngày Chủ nhật nữa đó, thì thành ra nó dư. Dư ở đây đó là một tuần đó, cái vị đó phải làm việc đến 2 ngày. Và cái điều đó nó cũng không có mang ý nghĩa để chúng ta gấp rút hoàn thành xong 423 câu Pháp Cú, mà là cái việc chỉ là lấp đầy khoảng trống. Thì thay vì như vậy thì chúng ta sẽ tổ chức một cái lớp học nhưng vẫn liên quan đến Kinh Pháp Cú. Thì đó là những cái lý do mà Tịnh Đạt xin phép được trong thời gian chờ đợi một vị giảng sư, chúng ta sẽ tổ chức cái lớp học gọi là ôn tập cuối tuần. Và trong cái lớp học ôn tập cuối tuần này đó, thì những điều cần thiết đó là quý vị ở trong diễn đàn chúng ta cố gắng tìm cho mình, hoặc là in ra, hoặc là thỉnh một cái quyển kinh có song ngữ Pali và Việt của bộ Kinh Pháp Cú. Chúng ta có thể hạ tải về máy của mình và in ra bản song ngữ Pali Việt, hoặc là chúng ta tìm trên những cái kệ sách có những cái bộ sách mà đã in sẵn mà có là song ngữ Pali Việt. Bởi vì trong lớp học ôn tập cuối tuần chúng ta sẽ ôn tập cả hai Pali và Việt. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là chúng ta sẽ sẵn sàng và chú ý khi mà bên đầu dây đây Tịnh Đạt cùng với lại các tăng sinh để mà ôn tập đó,
thì các vị cũng dõi mắt mà dò theo, hoặc là tụng đọc theo. Vì cái lớp học này chúng ta mới tổ chức đây, cho nên cái cơ cấu nó còn non nớt, thì chúng ta sẽ rút những cái kinh nghiệm về sau. Ví dụ như là trong tương lai, Tịnh Đạt sẽ tổ chức những cái buổi học sôi động hơn. Mời các quý vị cùng nhau giơ tay để mà ôn tập. Đó là trong tương lai sẽ có những cái thay đổi. Trước mắt thì ngày hôm nay chúng ta sẽ... Thì Tịnh Đạt có cái tổ chức sớp học như thế này, thì xin hỏi ý kiến của quý vị ở đây, nhất là các vị trong ban điều hành, thì có ý kiến gì không hay không ạ? Để chúng ta tổ chức cho được cái ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần, chúng ta có được cái sự nhiều cái lợi ích. Nếu không thì giống như là Tịnh Đạt nhìn nhận nó là trong khoảng 5 đến 6 tuần vừa rồi đó, ngày Chủ nhật chúng ta không có cái giảng sư. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay thì số lượng bà con Phật tử chúng ta đến đây tham gia cái diễn đàn này nó bị giảm hẳn so với ngày thường. Hôm nay thì tới giờ chính thức mà vẫn có khoảng 16, 17 vị, và bây giờ lên được 20 vị, thì điều đó đó nói lên rằng nếu mà chúng ta không có sinh hoạt mà để cứ room trống thì càng ngày cái số lượng người cũ thì vắng mà người mới thì không có, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình chung của cái diễn đàn. Có vị nào có ý kiến gì thì xin đưa tay ạ. Xin mời cô Nhật Quỳnh ạ. Sa thú lành thai, con một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, cảm ơn Trạng Đồng. Dạ, sư cho chương trình mới như vậy con thấy cũng rất là hay, và con chỉ thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư đã nghĩ đến đạo tràng giúp pháp quốc của chúng con để ngày Chủ nhật chúng con không bị mất dạy. Con biết rằng con dùng cái từ này thì quý ngài và quý vị trong đạo tràng không có hoan hỷ, nhưng mà con rất là thích dùng cái từ này. Con có bị rầy rằng tại sao mà không có dùng cái từ nào cho nó tốt hơn mà dùng từ mất dạy. Nhưng mà con cảm thấy này, ngày nào chúng con không được nghe pháp, không được quý sư giảng dạy, thì ngày đó bản thân con không thấy bị mất dạy. Nam mô Bích Tha. Con chỉ thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư thôi. Con xin dâng mít đến sư ạ. Sa thú. Quý vị còn có vị nào có ý kiến gì hay không ạ? Trong cái xếp cho ngày học của ôn tập cuối tuần ngày Chủ nhật ạ. Cảm ơn cô Rạng Đông. Nếu cô Nhật Quỳnh đại diện cho bà con ở đây có cái lời sa thú như vậy thì một lần nữa xin sự thống nhất ý kiến của các quý vị tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, thì nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta cho số 1 đi ạ. Sa thú. Cô Đặng Đông, sư cô Tina, sư Thệ Đức, cô Cẩm Vân, cô Nhật Quỳnh, Phật tử Phan Quân Liêm. Các quý vị khác còn có nghe được âm thanh không ạ? Bởi vì thực ra thì cái lớp học ôn học cuối tuần này rất cần cái sự tương tác của đầu dây bên đây và các quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta tổ chức cái lớp học online thì nó có bị cản trở, đó là cái sự tương tác nó không có tốt bằng cái lớp học offline. Nếu mà các vị ở đây tham gia được thì chúng ta cố gắng để giữ cái tương tác, bởi vì trong tương lai thì chúng ta sẽ cùng nhau để cầm mic
cũng như là có những cách thức ôn tập nhau. Thì nếu mà quý vị giữ được cái sự tương tác thì cái lớp học chúng ta sẽ được tốt đẹp. Dạ, cảm ơn Phật tử Châu Phan. Dạ, các quý vị khác còn có nghe được âm thanh không ạ? Nếu mà quý vị nghe được âm thanh thì cho số 1 ạ. Dạ, như vậy thì hầu hết các vị rất là nhất trí đồng tình với cái chương trình ôn tập cuối tuần này. Một lần nữa, Tịnh Đàn xin thay mặt của cho diễn đàn sa thú với toàn thể quý vị. Để bắt đầu cho cái buổi học ngày đầu tiên ôn tập cuối tuần, thì Tịnh Đàn xin giới thiệu các tăng sinh, các giới tử cùng nhau ôn tập tại chùa. Hiện tại thì có một sinh là Sa Di và hai chú giới tử. Và sau đây thì xin phỏng vấn nhỏ cho đến các tăng sinh và giới tử giới thiệu để bà con Phật tử chúng ta được biết và cũng như là cùng nhau ôn tập vào ngày Chủ nhật. Xin mời sư. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào quý Phật tử. Con là Sư Nam Á, đang trụ xứ ở chùa của Đức Tị Dũng ạ. Dạ, con xin hết. Rồi, đầu tiên là Sư Sa Di, sư tên là Nam Á, đặt ở pháp danh theo tiếng Pali. Dạ, Sư Nam Á. Rồi tiếp theo ạ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào các vị Phật tử. Con là giới tử Naga, đang trụ xứ tại chùa Tứ Phân Tăng của Đại Đức Tại Dũng. Tiếp theo là chú giới tử đang học phổ thông, năm nay là lên lớp 10 rồi. Tên là Naga. Naga cũng trùng với lại cái tên trong giấy khai sinh, đó là Kim Long. Kim Long thì đặt là Naga để dễ xưng hô ở trong chùa. Tiếp theo mời chú giới tử. Dạ, con kính đến lễ trẻ Đức Tăng. Con là giới tử Bình Nhô. Con đang trụ xứ tại chùa Tứ Phương Tăng của Đại Đức Tự Dũng. Cuối cùng đó là chú giới tử Bôn Nhô Thiện Phước. Chú giới tử này cũng đang học phổ thông, năm nay lên lớp 7, lên lớp 8. Thì đó là những cái vị cùng nhau để tham gia cái lớp học ôn tập cuối tuần với diễn đàn Pháp Cú Kinh. Mong rằng với sự trợ giúp cũng như là sự ôn tập ở các cái vị tăng sinh, các vị giới tử ở đây, thì lớp học của chúng ta sẽ có được nhiều cái sôi nổi hơn. Để đi bắt đầu vào cái buổi học thì chúng con xin kinh cung thỉnh chư tăng và mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng tâm bảo để đảnh lễ tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namasami suppatipanno bhagavato savaka sangho sang khang namami. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chú Châu Phan, sư Nam Á, dạ, năm nay học hết lớp 8 lên lớp 9, 15 tuổi. Sư Sa Di Nam Á, sư chú giới tử Naga thì lớn hơn, năm nay 16 tuổi, học lớp 9 lên lớp 10. Còn chú Bun Nho, chú giới tử Bun Nho thì lớp 7 lên lớp 8 là 14 tuổi. Dạ, 14, 15, 16. Cái tuổi này là cái tuổi đang lớn nè. Và cái sức học cũng rất là mãnh liệt.
Lúc trước Tịnh Đạt khi mà tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh thì cũng có chia sẻ với vị là ở chùa có những tăng sinh và chú Giới Tử, và các vị này cũng trải qua một cái lớp khóa học Pháp Cú bằng tiếng Việt. Thì sau cái thời gian học đó thì các vị đã hoàn xong, tức là thuộc lòng 423 câu Pháp Cú bằng tiếng Việt. Và bây giờ thì đã sang phần học Pali, thì học được 3 phẩm rồi. Và đang bắt đầu mùa hè này bắt đầu nghỉ học thì sẽ học thêm tiếp tục về Pali của 423 câu Pháp Cú. Thì mỗi ngày như vậy thưa quý vị, chúng ta học là rất là quý, nhưng mà để mà giữ được cái tinh thần là thuộc lòng thì chúng ta cần phải ôn. Cho nên mỗi buổi tối tụng kinh xuống đó tầm khoảng 6 giờ thì cho các vị này phải ngồi lại ôn. Ôn tập ôn đến 6 giờ 45 mới được nghỉ. Tức là ban ngày thì học, buổi tối là phải ôn. Như vậy nó mới không có bị quên. Thì đó là sơ lược về các cái tăng sinh và cái lớp học ở chùa, nói cho quý vị cùng nhau để quan hỷ. Vì bởi vì có liên quan đến cái diễn đàn Pháp Cú Kinh của chúng ta đang học, cho nên đây là một cái điều nói ra để cho quý vị quan hỷ tùy cái công đức học kinh, học Phật ngôn của các vị sa di và các chú giới tử. Tuy là tuổi trẻ nhưng mà tiếp cận với là Phật pháp rất là sớm. Và cũng trình bày đến đây cho quý vị có thêm cái động lực, chúng ta cùng nhau để mà quyết tâm để mà học thuộc lòng Phật ngôn. Thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Thì để bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học phẩm đầu tiên, đó là phẩm ôn phẩm đầu tiên, đó là phẩm sông đói, sông yếu, Yamaka Waka. Thì trước tiên đó là chúng ta sẽ, các quý vị cố gắng chúng ta sẽ mở trên máy tính hoặc là mở sách ra để mà cùng nhau đọc theo hoặc là dò theo. Dạ, quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, phẩm sông yếu thì có gồm có 20 câu, là từ câu 1 đến câu 20. Dạ, quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Có bài trước mặt chưa ạ? Dạ, quý vị cố gắng chúng ta cùng nhau để mà ôn tập thì cái kết quả nó sẽ rất là cố gắng, nó sẽ là tốt. Bởi vì khi mà mình cố gắng học thuộc một mình đó, mình dễ bỏ cuộc giữa chừng lắm. Nếu mà mình có cái tập thể thì do nhờ cái động lực của tập thể nó sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn. Dạ rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đọc một lượt nha quý vị, một lượt Pali từ câu 1 đến câu 20, một lượt một câu Pali nha. Rồi, bắt đầu đọc Yamaka Waka. Mano pubbanga ma dhamma mano setha mano maya manasa ce paduthena pasati wa karoti wa tato nang dukha manveti chakang wa hato padang. Mình đọc hai câu một lượt nha. Tức là đọc một lần hai hàng á. Mano, câu số 2 nha. Mano pubbanga ma dhamma mano setha mano maya manasa ce pasannena pasati wa karoti wa tato nang sukhaman veti jaya wa anabhayini. Câu số 3. Akochi mang awati mang hachini mang ahasime ye cha tang ubane hanti we rang te sang na sammati. Akochi mang awati mang hachini mang ahasime ye cha tang ubane hanti we rang te so na sammati. Câu số 5.
Na hi ve re na ve ra ni sammanti ha buddha janang ave re na cha sammanti e sa thammo sanantano. Câu số 6. Ba re cha na vi cha nanti maya metaya mamase ye cha ta ta vi cha nanti tato sammanti metaga. Câu số 7. Supanubhasing viharantang indriye su asanghutang ho cha nam mi cha ma tan nhung ku si tan hi na vi ri yang tang le basati maro vato rung kang vado talang. Câu số 8. Asupano basing viharantang indriye susang hutang pojanam hijamatan nyung satang aratha wiriyang tangwe napasati maro wato selang wapapatang. Câu số 9. Anikasawo kasawang yovathang bariyahisati abeto namasajena nasokasawamarati. Câu số 10. Yochavantakasawasa silesu samahito ubeto namasajena sawekasawamarati. Câu số 11. Sarare cha saranasino te sarang na tinga chanti mai cha sangkapa gocara. Câu số 12. Sarang cha sarato nyato asarang cha asarato te sarang na tinga chanti sama sangkapa gocara. Câu số 13. Yatha agarang duchanang vuthi samati vechati evang afavitang chittang galo samati vechati. Câu số 14. Yatha agarang suchanang vuthi samati vechati evang sufavitavitang garo na samati vechati. Câu số 15. Itha sochati pecha sochati bhavakari upayatha sochati so sochati so vihanyati diso kamma kileta matano. Câu số 16. Itha morati pecha morati kata bunyo upayatha modati so modati so pamodati diso kamma visoti matano. Câu 16 mà. Câu 16. Câu số 17. Itha tapati paccha tapati bhavakari upayatha tapati bhavang me katanti tapati Phiyo tapati dukatingato. Câu số 18. Itha nandati pecha nandati kata bunyo upayata nandati bunyang me katanti nandati Phiyo nandati sukatingato. Câu số 19. Bahom biche sahitang pasamano natakaro hoti naro bamat to gopo waga waga na yang baresang na pagawa samanya sahoti. Câu số 20. Abambiche saitang pasamano thamma sahoti anutamma cari raranca dosanca bahaya mohang samampacano suwimota citto anubadiyano itawahurangwa sapagawa samanya sahoti. Sathu sathu.
Rồi đó là một lượt chúng ta đọc phần Pali và giờ chúng ta sẽ đọc bằng tiếng Việt. Và cái phần tiếng Việt thì chúng ta cũng khá là quen thuộc, nhưng mà để cho chúng ta có cái sự tập trung nhiều hơn nữa thì Tịnh Đạt đề nghị rằng mỗi một câu chúng ta sẽ đọc hai lần. Câu thí dụ câu 1 mình đọc 2 lần, câu số 2 mình đọc 2 lần. Thì như vậy chúng ta sẽ có sự tập trung tốt hơn. Rồi, phẩm thứ nhất, phẩm song yếu, câu thứ nhất. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Người khác không hiểu biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng thêm. Người khác không hiểu biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng thêm. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, không uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió. Ai sống nhìn tình tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió. Ai sống quán bất tịnh, theo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Ai sống quán bất tịnh, theo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được, như cây đá trước gió. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ giới, mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. Chân không được chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. Chân thật không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật, do chánh tư chánh hành. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật, do chánh tư chánh hành. Như ngôi nhà vụn lợt, mơ liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà vụn lợt, mơ liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ma nhà khéo lợt, mưa không xâm nhập vào, vậy tâm khéo tu, tham dục không ai sầu đời sao sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó ước ảo thấy nghiệp uể mình làm. Nay sầu đời sao sầu,
Kẻ ác ai đời sầu, nó ưu não, thấy nghiệp quế mình làm. Nay vui đời sau vui, làm phước thay đời vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọt cõi dữ than ơn. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọt cõi dữ than ơn. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó xứng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Nếu người nay làm phước hay đời sướng, nó xứng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phỏng vật, như không phần xả môn hạnh. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phỏng vật, như kẻ chăn bò người, không phần xả môn hạnh. Dầu nói ít kinh điển, nhưng anh tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tịnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hành. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tịnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hành. Sa thú, sa thú. Các quý vị có nghe được âm thanh rõ không ạ? Khi mà đọc chung nhiều người thì cái âm thanh nó sẽ bị loãng. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì đó là chúng ta vừa ôn xong phần Pali, phần tiếng Việt. Quý vị thấy có cảm thấy hơi nhanh không? Có quý vị có theo kịp không? Ban đầu thì sư thấy cô Rạng Đông có post, cô Nhật Quỳnh thấy có post câu pháp cú theo. Nhưng mà thấy post tới câu thứ ba là ngưng rồi, chắc là không có kịp. Dạ, post không có kịp. Cái này thưa quý vị rằng các vị này đã thuộc Lào cái phẩm đầu tiên rồi. Cho nên đây là cái cách đọc mà sư đọc kêu đọc chậm đó. Còn không là quý vị này đọc hoặc không có nghe được cái gì đâu. Tại vì tuổi trẻ mà thuộc Lào á, thì khi mà anh thuộc lòng thì coi như là một hơi một là hai câu, đọc hai câu liên tục bình thường. À. Dạ. Dạ, dạ, vâng. Thì đây là coi như là cái buổi học đầu tiên mà chúng ta cũng để mà chúng ta có những cái kinh nghiệm mà tổ chức những cái buổi học sau được sẽ được tốt hơn. À. Chứ bây giờ các vị muốn nghe đọc thuộc lòng không? Đọc thuộc lòng của VV, đọc thuộc lòng nè. Nó còn nhanh gấp nhiều lần hơn nữa. Nhưng mà để trong cái lớp học thì chúng ta đọc thì chúng ta sẽ đọc từ từ. Chúng ta sẽ đọc từ từ thì cố gắng phần tiếng Việt thì chúng ta sẽ cố gắng đọc nhiều lần. Và như thế nào để mà chúng ta trong một tuần như vậy đó, cái lần sau cô Nhật Quỳnh với lại các vị MC của mình đó, trong ban điều hành thì chúng ta lễ bái tam bảo xong thì suy nghĩ rằng cái ngày Chủ Nhật á, đối với cái việc mà ôn tập cuối tuần thì trong cái thời gian chờ đợi để đến giờ ôn tập á, thì chúng ta sẽ ôn tập trước thay vì là ôn lại bài cũ. Còn riêng cái lớp này là chúng ta sẽ ôn tập trước. Thí dụ như tuần sau chúng ta sẽ học phẩm thứ hai thì các quý vị trong ban điều hành sẽ yêu cầu những cái vị thành viên chúng ta giơ tay đó thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà ôn tập cái phẩm thứ hai. Bởi vì có cái sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ vào cái giờ ôn tập sẽ, thí dụ như đọc 5 câu chẳng hạn, hay là 3 câu. Vị nào giọng mộc tốt, hơi tốt thì chúng ta sẽ đọc hết một phẩm. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước cái buổi học. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
Bây giờ quý vị có muốn nghe ha, muốn nghe đọc thử một lần ha, thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ở chỗ này. Bởi vì ngày đầu tiên thì chúng ta có nhiều cái sự sắp xếp, cho nên nó chưa có được trôi chảy cho lắm. Thì hy vọng rằng những cái buổi học sau thì chúng ta sẽ có cái sự tương tác tốt hơn. Bây giờ để mời các vị này đọc thuộc lòng phần Bali cũng như là phần tiếng Việt ha. Quý vị cố gắng nghe nha, dò theo nha. Chứ sư thấy là đọc là dò không có kịp đâu. Bali hết Bali. Xong cái phần Bali xong rồi qua cái phần tiếng Việt. Bây giờ đọc và truyền mic nhau nha. Ví dụ như là đọc 3-4 câu rồi ngày xưa Nam Á cầm mic đọc 3-4 câu xong rồi truyền qua bên kia. Đọc 3-4 câu rồi truyền ta, truyền qua truyền lại như vậy nghe được cái tiếng của mỗi người, hiểu không? Rồi. Yamakawaku mano bhanga ma thamma mano setha mano maya manasa che badu the na fa siti wa karo ti tato nang do khaman we ti chak kang wa hato badang mano bhanga ma thamma mano setha mano maya manasa basane na fa siti wa karo ti wa tato nang sukhaman we ti cha ya wa na ba ji ne akothi mang awathi mang achini mang ha si me ye cha tang no banai han ti we tề sang na sa ma ti akko chi mang awa thim chi ni mang ha si me ye cha tang nu ba nai han ti we ran tề su na sa ma ti ni we re na we ra ni sa ma ti tha ku da cha na nga we re na cha sa ma ti e sa tham mo sa na pa re cha na wi cha na ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha tha wi cha na ti ta to sa ma ti me tha ga su pha nu ba sin wi ha ran tang in ri ye su a sang wu tang hi cha ma ta nyum ku si tang hi na wi ri yang tang we pa sa ha ti ma ro wa to rong khang wa dum ba lang a su pha nu ba sin we ha ran tang in ri ye su a sang tu rang pho cha nam hi cha ma ta nyum sa thang a ra tha vị yang tang we na pa sa ti ma ro wa to se wa ba pa tang ane ka sa vo ka sa wang yo wa thang ba ri ra hi sa te a be to da ma sa che na na so ka sa wa ma ra ti yo cha wan ta ka sa sa se le su su sa ma hi to be to da ma sa che na sa we ka sa wa ma ra ti a sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa ra na thi ga chang ti mi cha sang ka ba go cha ra sa ra ja sa ra to nya to a sa Ranja Sarato, Tesha Ran Atika Chanti Sama Sangta Pago Chega, Yata Aga Rangu Chan Nam Wote Samati Witi Ewang Afa Wita Yitanga Ro Samati Wichati Yata Aga Rang Su Chan Nam Wote Nasamati Wichati Ewang Sufa Wita tang chiên tập gọi ít hát so và bắt cà ri ốp vay hát so chia ti so chia ti so vi hàn chia ti đi so cả mắc kí lê thì ma ta nổ ít tham mò đã ti pen cha mò đã ti cả ta buồn nhớ vay tham mò đã ti so mò đã ti so ba mò đã ti đi so cả mắc vi so thì ma ta nổ ít tha ta ba ti pen cha ta ba ti và bắt cà ri ốp vay tha ta ba ti và bằng mẹ cả ta ti ta ba ti phải nhớ ta ba ti su cả tiền cả tổ nan đã ti pen cha nan đã ti phát buồn nhớ ốp vay tha nan Nati bồn nhang mẹ cả tan tin nhang nati phải yo nhang nati su cả tin cả tổ ba hôm biết chơi say tang pha sa na nu ba cả ro ho tin na ro ba ma to bo bo cả ra bo cả na yang ba re sang na pha cả ba sa man nha sa ho tin ba biết chơi say tang pha sa na nu na tam mat sa ho tin anu tham mat cha re ga ran cha do san ya ba ha ya mo ha tham mat ba cha no su vi mo ta chi to anu ba di ya no ita wa u ra wa sa ma mu wa sa man nha sa ho tin cầm mic đó giờ ôn tập ôn để tự nghe đi nghe tên đây bà con ở năm châu bốn bể nghe hết luôn á rung cầm mic rung đốt tốt mồ hôi chân đổ mồ hôi hột hết chân thì đó là cái cách ôn bài, cái cách ôn bài mỗi ngày như vậy là sau giờ tụng kinh là cứ ôn như vậy đó, đọc hết từ đầu tới cuối những cái phẩm học rồi bắt đầu học phẩm mới, đọc tới đọc lui như vậy nó cũng quên,
chứ học xong rồi là buông ra rất là dễ quên. Như kinh tụng mà các vị thấy là chúng ta đọc kinh lễ bái tam bảo, chúng ta đọc ngày này qua ngày nọ thì cái sự học của chúng ta nó sẽ được khắc ghi càng lâu càng nhiều. Và khi mà chúng ta có nhớ được những cái lời dạy rồi đó, thì có những cái lúc mà chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta đi những cái nơi, những cái cảnh hữu tình đó, thì chúng ta sẽ nhớ lại những cái lời Phật ngôn. Và những cái lúc đó thì những cái lời Phật ngôn là những cái phương châm để mà chúng ta xử lý tình huống. Đó là những cái điều mà cái lợi ích của việc học Phật ngôn. Thì cái buổi học ngày hôm nay là cái buổi học đầu tiên của cái lớp học ôn tập cuối tuần. Thì hy vọng rằng cái lớp học này mọi người sẽ có cái được cái nhiều cái sự quan hỷ và hứng thú trong cái việc ôn tập. Thay vì chúng ta chỉ ngồi thụ động để mà nghe nghe các vị giảng sư giảng bài, thì trong cái ôn tập cuối tuần ta sẽ cùng nhau theo dõi, và có thể là chúng ta cùng nhau để mà đọc theo. Và trong những cái buổi học tới thì tịnh đài sẽ cố gắng để mà sắp xếp cái chương trình cho được cái sự tương tác cùng với quý vị. Có thể là chúng ta sư sẽ mời tất cả quý vị nào có thể cầm mic được, tất cả quý vị cùng giơ tay lên. Thì quý vị giơ tay thì trong lúc mà sư ôn tập như vậy, sư sẽ gọi bất cứ cái vị nào. Bởi vì giống như là trong một cái lớp học, cái vị đứng lớp sẽ mời bất cứ cái vị nào để mà ôn lại cái câu đó, ôn lại cái bài đó, thì quý vị sẽ sẵn sàng để mà chúng ta tương tác. Thì như vậy lớp học rất là sôi nổi. Thì hy vọng rằng trong tương lai những cái buổi học ôn tập này sẽ được nhiễm gia tích cực. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn sư thầy Đức. Như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái lớp học ở đây. Cái phần phước mà tịnh đà cũng như là các vị tăng sinh cũng như là các quý vị ở trong diễn đàn chúng ta cùng nhau hướng về Phật Pháp, cùng nhau để mà ôn đọc lại ngôn lời dạy của Đức Phật cách đây đã hơn 2500, năm nay là Phật lịch 2565 rồi. Chúng ta chuẩn bị 64 rồi, chúng ta chuẩn bị đón chào cái lễ Phật Đản rằm tháng Giêng là Phật Đản 565. Thì Phật Pháp vẫn còn lưu truyền nhờ công các cái vị chú giải, các cái vị A-sa-lê, những cái vị đã gìn giữ Phật ngôn và chép thành kinh sách, và tới cái thời chúng ta chuyên để mà tiếp xúc, để mà có cái cơ hội để mà học hỏi Phật Pháp. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau để mà ôn tập lại cái Phật ngôn, thì đó là những công đức duy trì chánh pháp. Thì tất cả những công đức này xin hồi hướng đến, xin chia đều đến tất cả chư tăng, tất cả quý vị, và xin hồi hướng đến tất cả chư thiên. Mong rằng tất cả quý vị đều được sự an vui và hậu trì cho nhất là diễn đàn Pháp Cú Kinh được ngày càng tốt đẹp và càng ngày càng có nhiều cái sinh hoạt tích cực hơn. Nam mô Bụt Tha Giá, tình đàn xin được kết thúc tại đây. Xin kính mời quý vị trở lại với diễn đàn. Dạ, mời các vị. Cảm ơn Nhật Quỳnh một chút xíu nha. Nhật Quỳnh xin ý kiến với Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, cảm ơn Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đạt cũng như chân Chư Tôn Đức ở Thừa Tư Phương Tăng. Nhưng mà con có một cái ý kiến với Bạch Sư. Lần sau thì sư cho quý sư đọc Bali một câu hai lần á Bạch Sư, để tụi con cũng theo dõi kịp, và trong cái ban điều hành chúng con có thể post bài ra kịp. Nếu có sự chuẩn bị trước thì chúng con sẽ làm kịp. Còn đọc một lần thì mà quý sư đọc nhanh quá nên tụi con bó tay, và con với lại
xích rạng đông, mà hai đứa có phần chịu trách nhiệm bốt bài, nhưng mà do tụi con không chuẩn bị. Cái thứ hai là con khi con thấy rạng đông bốt ra rồi con thấy ngưng, thì con bốt thì thấy rạng đông bốt thì con lại ngưng, con sợ là giảm chân là đau, nên tụi con chưa có sự đồng nhất, nên mà chúng con sám hối với chư Tôn Đức cũng như sám hối với đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Cẩm Vân. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã mở một cái chương trình mới cho Room thay đổi, và chúng con rất hoan hỷ, và con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho Room chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bhagavan to sapamangalang rakhan to sapade vata sapabuddha bhagave na sada sati bhavantu te bhagavan to sapamangalang rakhan to sapade vata sapadhamma bhagave na sada sati bhavantu te bhagavan to sapamangalang rakhan to sapade vata sapasangha bhagave na sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng ca sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào Room chứng minh cho chúng con được và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta, xâm tí quý hà rá hoa si ni, thu bê gá rê bồ thi gá rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca đòn tề tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ip ga ma cha đề sa ni ga ma cha ip sa ra sappana puta sukhita pavantu te chara mucha yepi chanda sambhava samsena chata athavo papatika niyani kang thamma varang batitya te sappe pi dukkha sakharantu sankhayam thatu chirang satang thammo thamma thara chabut kala sangko ho tu samak vo va athaya cha hi ta ya cha amhe rat kham tu sak thammo sabbe pi thamma charino vutim sampahunayama thamma riya pa ve di te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào Room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào Room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống nước.